Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 11 tháng 2. Hải Phòng kỷ luật nguyên chủ tịch quận Hải An và hàng loạt cán bộ. Nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải An, Hải Phòng cùng nhiều cán bộ bị kỷ luật vì vi phạm các quy định của đảng và pháp luật nhà nước về quản lý sử dụng đất đai. Tại kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban Kiểm tra đã xem xét kết quả dấu hiệu vi phạm đối với một số nguyên lãnh đạo và cán bộ đảng viên thuộc Ủy ban Nhân dân quận Hải An trong công tác quản lý đất đai giai đoạn 2018-2020. Và theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Chí Bắc, Bí thư quận ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải An, ông Nguyễn Văn Hưng, nguyên quận ủy viên, trưởng phòng tài nguyên và môi trường quận Hải An, hiện giữ chức phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Lê Chân. Thì ông Bắc và ông Hưng đã vi phạm các quy định của đảng và pháp luật nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai. Cùng với đó, thì Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cũng có kết luận về sai phạm của một số lãnh đạo cán bộ đảng viên các phường Nam Hải, Tràng Cát, Đông Hải 1 và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An trong công tác quản lý, tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về quản lý sử dụng đất đai tại địa phương đơn vị. Luận và của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng và xác nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các quy định xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra quận ủy Hải An đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với một số cán bộ. Bùi Thị Kim Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, hiện là chuyên viên. Ông Vũ Tuấn, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tràng Cát. Ông Phạm Văn Lập, phó bí thư, thường trực đảng ủy phường Đông Hải 1. Ông Đào Văn Thiện, cán bộ địa chính phường Nam Hải. Ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường quận. Và đó là thông tin ngày 11 tháng 2. Anh em thấy bổ ích cho anh em thì đừng quên cho tôi một like, chia sẻ, comment và đừng quên đăng ký với chúng tôi.